Hello cả nhà. Xin chào mọi người trở lại với kênh Thánh Năng TV. Và hôm nay là một tập rất đặc biệt, bởi vì hôm nay là anh với Phim sẽ đảm nhiệm cái tập này. Anh không biết sao hôm nay chị Lu bận nữa. Hôm nay mà mình sẽ ăn món ốc luộc Hà Nội nha mọi người. Wow. Ai quen. Hello. Hello mọi người. Ủa sao kêu hôm nay bận mà. Nhớ follow anh quay phim nữa nha. Biết sao không, em bị xù kèo rồi. Cho nên là em đứng đây, em biết thế nào anh quay phim cũng sẽ đến đây thôi. Cái này gọi là thần giao cách cảm. Cho nên là mình đã đứng đầu hẹn để mình đợi anh quay phim đến. Ghê không mọi người. Thay vì tập này chỉ có mình anh quay phim thì bữa nay anh quay phim collab với Thánh Năng TV. Em cứ tưởng hôm nay là tập sẽ có anh đi thôi anh chứ. Vì anh muốn ông cho anh vô ngồi của mình. Thôi ngại lắm, hay vô ngồi trò chung. Hôm nay mình với anh quay phim sẽ đi review về ốc luộc mắm gần Hà Nát, có nói không? Đó, đó là món ốc luộc mắm gần Hà Nội mấy bạn. Và nó sẽ nằm ở trong một cái con hẻm. Địa chỉ ở đây sẽ là 12 đường 29 Lữ Gia, quận 11. Cho nên là các bạn nhớ đi nha. Đi bằng gì qua đây vậy? Đi bằng gì qua đây? Đi xe ôm. Thôi là anh chạy về. Để tin được nhé. Ok, đi thôi. Đó đi thôi. Quá rồi. Trời mới mưa xong cho nên là bây giờ mình đi ăn ốc sẽ rất là thất bại luôn các bạn. Đây là full menu mà mình đã gọi. Nói chung là menu có gì thì Lu đã gọi hết ra đây rồi. Bây giờ thì mình ăn thôi. Ăn mình hả? Đâu có. Tất nhiên là sẽ có anh quay phim rồi. Ăn trước đi, ăn trước đi lên nè. À, thấy chưa? Cái này là anh quay phim tự nói nha, chứ không phải Lu nha. Anh quay phim kêu Lu ăn trước. Mình sẽ thử cái nước. Ôi cái nước này trong quá ha. Ôi ôi đảo quá à. Kiểu mà trời mưa á, xong rồi mấy bạn ăn một cái gì đó cực kỳ nóng mà trong cái vị nóng đó nó vừa ngọt mà nó vừa có một tí xả, một tí gừng, kiểu nó đã thật sự. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy hơi mệt. Ăn cái phim ăn chưa, giữ giùm đi. Rồi trời mát. Ăn thôi. À, bây giờ mình ăn nghêu trước nhỉ. Sốt nào ngon anh quay phim? À, em thôi nên thử cái sốt mắm gừng của nó nè. Đây, ở bên này có một chén nè. Đây là chén đặc trưng của quán. Sốt mắm gừng. Anh quay phim kêu đây là sốt đặc trưng của quán. Thử nè. À, quên nói, siêu cay nha. Rồi mới nói. Ngon mà. Ngon. Không, nhưng mà không đến nỗi cay. Tại vì là chưa bỏ ớt cho mà anh quay phim. Không, mà chưa đến làng cay lắm. Vậy hả? Bỏ ớt. Ý chung là cái này thì chưa có ớt. Ở trong cái nước mắm gần này thì có một tí lá chanh nữa, cho nên là nó rất là thơm luôn á. Nó cứ dậy mùi á. Trời ơi, nè, khói bốc nghi ngút luôn. Ở trong này thì nó có cả trái thơm nữa mấy bạn. Bỏ vô trong này nữa. Nên là vị nó dịu. Giờ mình sẽ đổi qua ăn ốc. Mình ăn ốc lát nha. Nước thì em nghĩ là nước nào cũng sẽ giống nhau. Cái nước bên này thì nó ngọt hơn nhiều. Nó không có mùi xả quá nhiều. Nhưng mà nước tại sao có thể trong đến như vậy? Ui. To quá nè. Wow. Chấm chấm chấm.
chấm cái này nhỉ? Ừ, cái sốt nó ngon á. Cái này ngon hả? Ừ. Nhìn này có ớt nè, nó sệt sệt ha. Thứ cái đó sốt đó hơn là sốt nóng gừng. Cái này mới là cay nè anh quay phim. Cái sốt này nó rất là đậm vị tắc ở bên trong đó, sệt sệt. Trong này thì nó sẽ có chanh, có tiêu và nó có cả lá chanh rồi có ướt. Tiếp thôi, ở đây đúng kiểu vibe Hà Nội á, tức là họ sẽ không có bàn, họ chỉ để ghế cho mấy bạn thôi. Cho nên là đi hai người thì sẽ chiếm đâu đó khoảng trời má chiếm đâu đó khoảng 5-6 cái ghế của người ta. Đây cho anh quay phim nè, quay phim. Thank you. Năm năm ngon á, đẹp quá. Đây cấp cứu cho anh quay phim. Yeah. Đây là trà tắc. Chưa, thôi trà tắc ở đây hơi ngọt bới luôn. Ốc ở đây họ xử lý rất là sạch nha nè, mọi người có thể nhìn vào được cái vỏ ốc bên trong nè. Ok, rất là sạch, cho nên là mình ăn mình thấy yên tâm á. Để thử cái mắm gừng. Ui xỉu sao rành quá mà. Ngon quá à. Tại vì là Lu thích cái vị lá chanh hơn, cho nên là Lu ăn cái này Lu cảm giác là nó sẽ hợp hơn là mấy bạn ăn chung với lại cái nước chấm tắc. Chứ phải tại cay hả? mình đâu cần phải bóc bốt nhau đâu anh quay phim. Chán dễ sợ luôn á. Tên cay thì cay nhưng mà ăn thì vẫn ăn nha. Rồi đã quá. Vậy mình sẽ qua ốc đắng. Wow. Right. Hồi đầu ăn cái sốt này thì không thích lắm, nhưng mà bây giờ thì hết rồi, khác rồi. Ngon. Cay nhưng mà dễ nghiền. Đúng rồi, cay nhưng mà rất là nghiền. Hồi nãy thì Lu có gọi thêm một dĩa nem chua rán. Rồi ăn. Đúng Hà Nội á, tương bắc nè. Hồi lúc mà Lu đi Hà Nội á, Lu rất là sợ ăn tương bắc bởi vì nó cay quá, cay chịu không nổi. Nhưng mà không có tương bắc thì lại không ngon nha, kỳ cục. Cái miếng thân chiều. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Ăn một tí dưa vào. Nhưng mà ở Hà Nội á, thì lại không có dưa leo. Ăn nem rán chứ không có dưa leo, không có đồ chua, không có gì hết á. Nem chua nhé. Không thôi là đừng có chấm cái tương ớt nữa, chấm nghe. Nem mà không chấm tương bắc thì nó lại không ngon. Mà chấm thì em có quá. Thử nè. Cũng ngon. Ngon mà. Em thích cái sốt này. Em thích ăn nó không liên quan đó. Không liên quan đó nhưng mà. Đúng rồi. Nem rán thì nên là ăn với lại tương bắc là ngon nhất. Chấm nhiều tới cũng sao nó cũng không có quá mặn. Tại vì đặc sản của quán này tên là ốc luộc mắm gừng Hà Nội mà, cho nên là mắm gừng là ngon nhất ở đây rồi. Không tin được luôn. Ở Sài Gòn thì đó giờ mình ăn ốc theo kiểu là ăn theo dạng xào bơ rồi tức là chưa có một cái nơi nào mà bán ốc luộc như thế này hết. Thì đây là điểm mà anh có chuyện với chị cho luôn. Sau này Lu sẽ ghé đây gần nhà luôn.
đây hả? Biết. Các bạn hãy nán xem nhà lúc ở đâu. Không. Nói chung là cái đồ bán khá là nhỏ, với lại nó nằm ở trong cái hẻm á. Xe ra vô liên tục. Xe ra vô liên tục. Mà rất là nhau. Mà đúng cái không khí vậy mới đúng rồi. Chứ mà yên tĩnh quá thì nó buồn lắm. Có người qua người lại. Mặt tiền đường quá thì nó cũng lại không giống. Cái này là giống nhất là đi khá thích. Xong rồi còn kiểu không khí nó hơi lạnh lạnh á, tại vì là mới mưa xuống. Trong bốn món năm món thế nào nhất? Thích lát nhất. Lát à? Lô thì thích ăn nghêu nhất. Nghêu thứ hai. Vậy là em với anh đổi vị trí cho nhau thôi á. Em thích nghêu nhất, xong rồi em thích ốc lát. Cái mà luôn khá là thích ốc ở đây là bởi vì họ làm rất là sạch. Không có kém. Ở đây trước cái quầy này mình thấy là một quầy ốc tươi nó sống hết, mà thấy là ốc còn chảy nha, ốc còn bò ra ngoài đấy. Hồi nãy em nhìn xong em tưởng là em hoa mắt á, thêm nhìn kỹ lại nó cũng là sống hả, bò đang bò ra ngoài. Thiệt luôn đó, là tan bự, tan bự không liên quan gì tới chấm thôi vậy nghỉ. Đi về. Bye bye. Đi về. Ủa là ai trở về? Ủa mà không được. Đúng rồi, trở về đó. Ủa tự bút xe về được mà. Đúng không? Mà vấn đề là cái gì? Ok. Không có gì để nói. Nói chung là tôi thấy là đi hai người thì mấy bạn gọi hết cái menu rồi. Phần tôi vậy là 45. Nghe 40. Nem cua 35. Còn nếu mưa gió thì đi ra thì mấy bạn order nào? Nào. Gai đó. Mấy sticker nào lên kiếm dán rồi đi qua. Trời đất ơi. Biết. Thế sợ. Hạ miệng ra nào. Hạ miệng ra. Hạ miệng. Em cho người hạ miệng à. Tự nó ăn hả mẹ. Ok, vậy là hình ảnh hả mẹ nha. Ừ. Quê quá. Ngon gì? Nhưng lúc mà sao ngon. Yeah. Hả? Khen thưởng. Trong nhà quay phim thì sẽ có người có bồ, có người không có bồ. Có người có vợ, có gia đình. Ừ, có người đã có gia đình rồi các bạn. Ví dụ anh người làm móng là người của gia đình rồi đó các bạn. Chiều Hân người làm móng. Đây là anh quay phim, người làm móng của mọi người. Dạ. Mình lấy ngồi đen ốc nó lưu được cả. Mấy bạn học sinh đi ngang qua. Chào là mấy bạn fan rất là dễ thương. 2, 3. Trời ơi, cái động đó luôn. 2, 3. Nếu như mà các bạn fan hồi nãy mà có đang coi video này thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Em bỏ cuộc. Thôi dạ. Em không no thì không no, tức là ăn thì tại vì ăn ốc mà cho nên là nó sẽ không có no á. Cái lễ hoài nông hết. Đúng rồi, tức là nãy giờ ghi quà mà nó không hết. Há miệng ra. Nó có đánh như là đánh hộp vịt lộn vậy. Chát. Chứng tỏ sờ lòng nó để là cách như các bạn. Mẹ lại.
thì nó mới khả vị. Làm mà kiểu bất lực thật sự. Nuôi khả năng nói chuyện quá các bạn ốc. Nuôi có khả năng kêu ốc hả miệng nhưng mà người lại hả miệng các bạn. Địa chỉ ở đây sẽ là 12-29 Lữ Gia, quận 1 nha mấy bạn. Rất là dễ tìm. Nó sẽ nằm đối diện nhà thi đấu Phú Thọ. Yeah, nhớ. Amifim còn không nhớ nữa. Tại vì đây không phải địa bàn của Lu. Đây là địa bàn của Lu. Rồi giờ chồng em trả tiền nè. Hai đứa em trả. Trả đi, trả đi. Giờ Lu trả tiền. Ghét gì. Con trả. Yeah. Ủa, lấy thẻ đồ ăn ra chi vậy? Thôi xong. Nói chung là với Lu thì Lu thấy ốc ở đây rất là ok. Nó rất là... Nó rất là Hà Nội các bạn. Kiểu như ăn, cảm giác mình nhớ Hà Nội một xíu. Với lại là đồ ăn ở đây họ xử lý ốc này nọ rất là sạch, rất là tươi luôn. Địa chỉ ở đây Lữ Gia, quận 11. Đây là lần thứ 3 mình nói về địa chỉ. Ở đây thì sẽ nghỉ mùng 1 và 15 hàng tháng. Cho nên là các bạn nhớ né 2 ngày nó ra nha. Mở 3 giờ. Ở đây sẽ mở từ 3 giờ chiều cho đến tối. Còn nếu như các bạn ngại đi ra ngoài thì các bạn có thể order qua nào. Link thì tôi sẽ để bên dưới để các bạn có thể nhấn vào đặt hàng nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Cảm ơn mọi người coi video. Bye. Bye. Về thôi. Bye. Bye cho tụi.